nhớ nhại khi con hay khóc la hoài, được cha dỗ dành để con tròn giấc no say. Đêm ngày bôn ba bao nhiêu nhọc nhằn nắng mưa, không ngờ cuối đời lắm vào tâm phần ca sai. Ngày con trưởng thành, cha mong an thương tôi già, mà con phụ phàng làm cha lạc kiếp cha rồi. Con dường như quên công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như người trong nguồn trái xa. Và rồi anh định ra đi đánh dấu một cái sự chia xa nào đó chú ba. Ba sao rồi? Bên nhà trọ của ba có ai mất đó, nên ba đang ở đó mà. Ai mất? Ai mất vậy? Tôi đâu có biết, tôi nghe chị Nguyệt nói vậy. Coi bộ lúc này mày vì con ngọt xớt ha. Nhưng mà cái bánh đúc đó có sư không vậy? Chị Oanh à, người già cũng cần có tình yêu chứ. Đó là sự thông cảm, sự chia sẻ. Mà ba thì cần những điều đó. Vậy hả? Cái đó thì cũng có thể đó. Nhưng mà từ giờ trở đi, nếu mà ông già chỉ còn cái mình không, thì liệu còn có sự chia sẻ đó không? Vậy tôi hỏi chị, theo chị nghĩ, từ bấy lâu nay ba mình ngoài cái mình không ra thì ba có cái gì chứ? Còn cái gì thì làm sao tôi biết được? Giờ cuối thì mới biết trắng hay đen chứ mày. Vậy thì chuyện của chị đã kết thúc chưa? Trắng hay là đen? Má nó, kỳ này mà nó chung chi không đàng hoàng á, tao tố cho đi tù cả đám. Làm miếng đại ca, nóng quá. Nóng cái con mẹ gì, ba chuyến rồi mà nó vẫn im ru là sao? Mày thấy đó, tụi nó thì đi lấy chồng Đài Loan sung sướng cái tấm thân, còn tao với mày ngồi đây á như là chó trực xương vậy đó. Hỏi mày tức không? Lương bổng không thấy đâu hết. Hay là vậy, chiều mấy đứa kia lên không kịp á thì mình giải quyết cho tụi nó đi trước đi, để tụi nó chờ tội nghiệp tụi nó. Được á. Xem chút bể chuyện rồi. Bây giờ tao với mày đi vô trong
nghe coi nó nói gì với hai cô kia. Đi. Nè, kêu con Chi dậy nhanh lên. Nè, dậy đi. Nè, dậy, dậy đi. Gì vậy? Lo mà chuẩn bị đồ đi, tối nay đi rồi đó. Ủa, thiệt hả chị? Ủa, mà sao chị biết hay vậy? Trời, sao không biết? Hồi nãy á, tôi nghe hàng trai kia bàn với nhau là không có cần chờ hai đứa kia lên nữa, tối nay mình đi luôn. Mà em thấy lo quá à. Có thiệt không hả chị? Ông liệm chưa ông? Không biết liệm chưa mà tôi thấy bỏ vô hòm đóng cái nắp lại rồi đó. Ông già này. Rồi ông về có một mình hả? Chứ đi với ai? Đi vậy chứ coi vậy mà khỏe không à? Khỏe ông nội, tôi không có ham đi vậy đâu. Tuệ, vô đây. Vô đi con. Làm gì thấy ba mày lắm la lắm lét vậy? Dạ, con thưa ba. Con thưa gì? Con quanh đâu? Dạ, chị đang bên nhà con. Nhục chưa? Khi không rồi trở thành đứa không nhà. Tụi bay ương thiêu lên hết rồi. Sao con không chịu nói với ba con ý định của con đi? Ý định gì? Ba, con xin được việc làm rồi. Dạ, con ít tiền á, thì con tính mua nhà trả góp. Bao nhiêu? 800 triệu ba. Con đi làm, con trả góp phần còn lại. Ba, con đã hiểu được lẽ phải là gì rồi. Con xin ba. Nói đi. Dạ, con xin ba ở với tụi con. Ba đâu có ham nhà cao cửa đẹp đâu. Nếu muốn, hồi còn trẻ, ba nên nhún chằm, đè đầu cởi cổ người ta, cướp giật, bọt rút. Lần cuối, ba muốn nói với tụi con trước khi về dưới đất thì làm sao cho nó ra con người, sống cho nó tử tế với nhau. Tử tế chỉ có 4 ký tự thôi con. Trên đầu lưỡi ai cũng có thể nói ra, ai cũng có thể viết được, nhưng mà làm thì khó vô cùng. Làm đi, để muộn con à. Cái gì tới thì nó tới, tôi có đụng vô đâu mà sao cái nhà này rượu rã ra hết vậy? Nó đi tưởng còn nói được vài lời vậy mà có kịp đâu. Trời ơi, sao cái nhà này nó lạnh tanh vậy trời.
từ email nặc danh gửi tới. Tuy chúng tôi không thể điều tra được người gửi email, nhưng theo tài liệu ở phòng xét nghiệm, tờ xét nghiệm này là do Trung Lâm Thái ông đã yêu cầu xét nghiệm. Chúng tôi dùng đủ mọi cách mới lấy được quá đơn, tuyệt đối không có sai. Coi tính ở nữa hay không thì trả phòng. Mấy thu xếp tiền nhà cho tôi tháng này đi. Rồi ở nữa hay không thì cho tôi biết. Vậy nghe. Sao không ở bển phụ đám ma? Ai cho bà đem cuốn này ra đây vậy? Tôi. Chừng nào chôn? Ngày mốt thiêu. Chuyện của anh Định bà đừng có nói với ai hết. Hơn nữa anh Định cũng nhờ tôi đốt cuốn sổ này. Đốt hả? Ừ. Sao vậy? Đó là lời trăn trối của ảnh. Bà đừng có làm cho tôi cảm thấy áy náy và tội lỗi nữa. Đàn bà, người thì lấy chồng người ta, người thì bị ruồng bỏ, gạt gẫm đủ thứ. Tưởng đâu đời này chỉ có đàn bà là khổ, quá ra đàn ông cũng đâu có thua gì. Mình ơi, chưa chịu ngủ nữa hả? Tôi vô liền. Đàn ông cũng có quẩn khúc của họ. Cuộc đời này sao trầm luân quá. Thank you.
sớm mà ta. Giờ này chắc bác hai chưa về đâu. Ủa, chú mới qua hả? Chú vô nhà đi. Ủa chú, sao chú vô nhà mà ngồi đây? À, ngồi đây cho nó mát. Ngồi đây. Chú uống cà phê không? Con pha cho. Thôi, tao không có thói quen nữa đâu. Mày làm đây được không? Dạ, công việc đâu có gì đâu, xuống muốn chết luôn á. Ừ, ráng làm cho ba hai vui. Chú, bộ chú có chuyện gì hả? Mày còn nhớ mày hứa tao gì không? Có, nhưng mà có chuyện gì chú nhắc đi thì con mới nói được chứ. Lớn nè, nếu sau này á mày cầm tâm, nó mà bình yên á thì không nói gì, còn nếu mà nó khổ á. À, trời ơi, con nhớ rồi. Mà sao chú làm con lo quá. Có chuyện gì á thì chú nói con nghe đi. Tự nhiên tao thấy lo vậy thôi. Chú giấu con chuyện gì phải không? Chú nói con nghe đi chú. Bình thường tôi đang sáng suốt hơn bất cứ lúc nào mà chú. Không biết cha Định này giết thiệt hay giả nữa. Ôi, tôi đọc thấy giống y như tiểu thuyết vậy á. Cái này mà có thằng cha nhà văn nào viết lại là chắc bán chạy à nghe. Tôi đã yêu bằng cả trái tim mình và không bao giờ ân hận. Dạ mời anh. Cảm ơn. Tôi cái đinh ninh là tôi trễ rồi. Dạ không, là em đến sớm thôi. Em sợ mình tìm không ra nhà hàng nên tiền hao. Dạ chị Dung gì vậy? Cảm ơn em. Nhanh anh chọn món gì mình thích đi. Em không có khiếu về ăn uống, nhất là các món ăn Âu này. Anh định hướng dẫn giúp em đi. Cũng được, em cho anh xin. Dạ đây anh.
Em cho anh hai phần bò Texas. Dạ. Hay là nhanh anh uống nước cam hả? Dạ. Một nước cam, một vang đỏ. Dạ. À. Mời. Mời ăn. Có nhiều người hay nói là tôi hoài cổ. Bởi vì tôi rất thích hội họa cổ điển, đặc biệt trong đó kỹ thuật tả thực luôn luôn rất được là đề cao. Anh định có vẽ không? Đôi khi dĩ nhiên là tôi vẽ theo cách của mình. Vậy chắc anh định vẽ đẹp lắm. Hôm nào cho em thọ giáo với nha. Hả? Ai thọ giáo ai? Hả? Nhã Nam nè. Gì anh? Tôi nói thật nha. Sự thật thì tôi đã chiêm ngưỡng, và thậm chí tôi rợn hết cả người khi nhìn thấy bức chân dung tự họa của em. Phải nói là em đã thu hút, và em đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm hồn tôi rồi. Xin lỗi. Em xin lỗi. Sao ông vô đứng đó? Mày nhớ tâm ngủ không được phải không? Con đầy hoài chẳng chết rồi. Ba, nó biết số điện thoại của chú với thằng Lâm mà phải không chú Ba? Một hai bữa nó về bây giờ. Có được chú ơi. Nghe ra hôm bữa nó gây lộn gây lão ngoài đầu hẻm, rồi nó bỏ đi luôn. Mai mày có đưa nó mang định không? Con mà đi được trong định cho nó khỏe. Nói trầm bẫy trầm bả không à. Nghĩ mà thương chứ không có giận con nhỏ được. Con nít mà cứ ức lên là nổi loạn, chứ có biết suy nghĩ tận cùng gì đâu. Thằng này dám nó điên chứ không phải chơi à. Dạ. Giấu chú. Bữa nay qua. Trời ơi, sao bữa nay mày lề mề quá vậy? Xin thưa chuyện chú Ba.
Ê, sao nhìn tao dữ vậy? Dĩ nhiên rồi. Mày nhìn lại mày coi, mày có cái gì thu hút để tao nhìn mày? Tao giỡn thôi. Ê, nếu mà bây giờ tao giới thiệu khách mua nhà cho mày, mày cho tao cái gì? Tao có cái gì khác ngoài chia tiền quê hồng cho mày. Nếu mày thích á thì tao chỉ lấy chỉ tiêu với công ty, còn tiền mày lấy hết. Mày điên quá. Mày đặt cái chuyện cần ngố với tao nữa. Tao tiền đầy đó, lấy tiền của mày làm gì nữa? Nhưng tao biết là mày đòi nợ giúp không. Ừ, mày nói cũng đúng. Đi chị chú. Dạ đi. Con xong hết rồi. Chú ba để xe ở nhà đi. Đi xe chung con cho nó tiện. Thôi, một lát tôi còn ghé bả nữa. À dạ. Ủa, ông Toàn đâu chú? Kệ nó, một lát nữa tự nó đi. Dạ chú ba chờ con chút nha. Uống nước đi con. Tuệ, tiền bạc con lo tới đâu rồi? Dạ, còn thiếu chút định nữa thôi dì. Ba con biết chắc cũng mừng lắm đó. Nhưng người cha thương con khác hơn mẹ thương con. Họ lo cho con những cái lớn hơn, chứ không phải là chén cơm tấm áo thông thường đâu con à. Dạ. Còn thiếu nhiêu nữa? Tuệ. Còn thiếu nhiêu nữa? Thiếu cái gì hả dì? Trời đất, nãy giờ dì nói gì con nghe hả? Nhà còn thiếu nhiêu tiền? Dạ, khoảng 200 nữa gì. Coi vậy chứ 5-6 năm tiền lời cũng nhiều lắm á con à. Hay vậy đi, dì cho con mượn cuốn sổ tiết kiệm của dì, rồi con đi làm á, con trả lại cho dì. Ngại cái gì? Dì chết thì con cũng đâu có bỏ dì đâu phải không? Dì, con không có ngại đâu dì. Số tiền đó thực sự không phải là nhiều, nhưng con ngỡ ngàng trước tấm chân tình của dì. Thực sự nó bao la quá dì à. Thì vậy đó, ai cũng nghĩ dì với lại ba con á, già mà còn sinh tật, ham được cái gì con. Chỉ có cái tình già vậy thôi đó con à. Ba mày vui là vì vui, còn gì buồn thì ba con cũng buồn theo. Dạ con hiểu rồi dì. Dì, người già thì cũng yêu đúng không dì? Nhưng khác xa với lại tình cảm cháy bỏng của thanh niên. Cái tình cảm có khác gì ngọn lửa đang cháy bùng rồi tàn lụi. Cái thằng Mm-hmm.
bình tĩnh này vậy? Ba ơi, sao ba lại bỏ con vậy ba? Sao ba lại bỏ con hả ba ơi? Ba ơi, bình tĩnh lại đi con. Mình về nhà thôi con. Ba, đúng là một kiếp người. Cầu mong cho chú Định sớm được siêu thoát. Thôi, mình về chú. Tâm, nhiều khi anh thấy buồn quá. Tâm à, hay là ông ấy em bỏ cái chuyện lấy chồng Đài Loan được không? Sao vậy? Anh thương em hay là em lấy anh nha? Tâm, Tâm à, anh thương em lắm Tâm. Tâm. Bác thì đám mới về hả? Ừ. Vô đây ngồi uống nước đi bác. Ủa má con đâu? Dạ má con đi với Tuệ rồi. Ủa đi đâu với thằng Tuệ? Dạ con cũng không biết nữa. Mà hình như là đi rút tiền tiết kiệm gì thì phải. Bỏ tay vào này thiệt. Thôi, hay là con dọn cơm cho bác ăn nha. Thôi. Vậy bác coi nhà con đi công chuyện chút xíu. Ừ, đi đi. Dạ, thưa bác con đi. Ừ. Từ nhỏ nó đã ước ao con chuồng chuồng này, con chắc góp gì lắm mới mua được cho nó.
với cả tâm tình của một người cha. Và tình cảm không thể thổ lộ được của một người chồng. Nè, mày có biết mày đang nói cái gì không Toàn? Biết chứ chú bà. Nhưng mà sự thật là như vậy rồi. Mày nói cái gì vậy? Trời đất ơi mày! Con nói thiệt chú bà, con yêu con Tâm đó tháng ngày nữa chú bà. Trời, cái đồ loạn lưng mày! Cho nên con có việc hệ trọng muốn nhờ chú ba. Thôi đủ rồi Toàn. Tao thương cha con mày, tao nghĩ là ủa sao tự nhiên đi đám về mặt buồn xo vậy? Thì đi đám ma về thì cái mặt buồn là cái chuyện bình thường, đám ma về cái mặt vui nó mới lạ chứ. Bà hỏi câu khó trả lời. Ủa con Thúy đâu? Nó mới ở đâu đó? Ông à, cát bụi thì trở về cũng cát bụi thôi ông à. Ông nghe người ta hát sao? Bà cũng nghe nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Sao không? Bà cho anh Tị mượn tiền. Ai biểu bà đó? Ông hay quá à. Nó mua nhà thì giúp nó, chứ có cờ bạc gì đâu. Nhưng mà bà phải hỏi ý kiến của tôi. Bà tự tung tự tác là sao? Lãng à, chắc là con tôi quá, chắc tiền không có chỗ để quá à. Tôi lo được mà. Hoàn cảnh của bà cũng khó khăn. Tôi vậy đó, không có ba xạo. Tôi thương ông thiệt lòng mà. Không nghe người ta nói sao? Trót bế lên bụng á thì phải bồng lấy con. Bà bế tôi lên hồi nào? Thôi ông quỷ nè. Thôi không sợ người ta thấy hả? Thôi ông này. Cảm ơn con. Mẹ, dạ con mời hai cô. Chị định chừng nào chị về bển? Làm thất tuần xong đưa Định vô chùa rồi tôi sẽ về. Bà đi có dặn gì không con? Dạ có. Anh Định tốt với mẹ con em lắm. Anh đi, em là người ra rất nhiều nhất. Em đã lấy suy nghĩ hẹp hòi của mình để suy xét hành động cao thượng của một con người. Thôi mà em, cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua. Quan trọng là cái gì sẽ đến
mình sẽ trở nên như thế nào. Chị ơi, xin chị đã cho em nói để em được nhẹ lòng, như một lời cáu tội trước vong linh của anh Định. Chuyện hôm nay chính là hậu quả của sự ích kỷ. Em đã quá nhỏ nhoi. Con đâu hả? Về nhà. Về nhà sao đi đường này? Lên đây. Chú đi đi, tôi đi bộ chút cho vui. Cái thằng tao biểu leo lên tao chở về. Đi. Thiêu rồi hả mình? Gì vậy? Gì á? Nổi da gà hết trơn hết trọi à? Chết. Như vậy là bệnh rồi nè. Không phải. Chứ sao? Sốc. Lần đầu tiên nghe bà kêu tôi một tiếng mình á, bị sốc. Tôi vụ gì quá trời. Chứ gì nữa? Ê, nói nghe nè, cái cuốn nhật ký đâu rồi? Ờ, Lấy. Mà làm chi? Trong đó có một chuyện mà tôi muốn biết. Chuyện gì? Không lẽ trong chừng ấy năm mà ông Định ông không liên lạc với ai, trong khi nhà cũ cũng nhớ nè, phòng tranh cũng nhớ nè, thậm chí người cũ vẫn còn ở đó. Tò mò quá. Minh. Má có gặp cô Nhã Nam gì đó không? Không. Hồi đó ba của con làm phiên dịch cho ông ngoại. Ông giỏi lắm. Ba của con là con một, nhưng gia đình thì nghèo. Bà nội của con là một người đàn bà quá, phải đi ở đợ để nuôi ba con ăn học. Khi mà ba con đi làm được mấy năm thì bà nội của con qua đời. Vậy thôi, chớ má nói có lỗi với cô Nam là sao? Đâu phải gặp nhau mới có lỗi đâu con. Bà của con với ông ngoại con bị một tai nạn. Chính bà của con đã cứu sống ông ngoại. Tai nạn làm cho ba của con bị liệt, không cử động được, không nói được. Rồi dần dần ông nói lại được, nhưng vẫn còn nằm một chỗ. Cảm kích trước ân cứu mạng mà ông ngoại phải cưu mang ba của con. Ba con dần dần hồi phục. Thấy người có tài gặp nạn, má có cảm tình rồi yêu ổng luôn. Vậy thì cũng đâu phải là lỗi của má đâu. Không, má là người có lỗi hoàn toàn. Biết ba con vẫn còn yêu người xưa nên nhiều lần má đọc được tin nhắn ở trên báo hoặc nhận được tin tức về cái chết của cô Nhã Nam ở đâu đó, má liền ém nhẹm. Vì má sợ ba con biết. Má chỉ nghĩ đơn giản là rồi thời gian sẽ xóa nhỏ hết mọi thứ. Có một điều mà má không thể lừa được chính mình là ba con hoàn toàn không yêu má. Rồi lập ghen tức, tị hiềm nổi lên, chiếm chỗ của những suy nghĩ hành động đúng đắn của má. Con hiểu rồi. Vì vậy mà những người thân của cô Nhã Nam, như bác Nhã và những người khác nữa, đều nói ba con là người bội bạc. Chừng đó năm chung sống, má luôn bị hành hạ vì sự lạnh nhạt của ba con. Hình như ba của con ông
không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì ở trên đời ngoài cái việc đi tìm cô Nhã Nam và đứa con. Vậy cuối cùng con là kết quả của một vụ trả thù tình sao má? Trước khi lên đây mày làm gì? Mày trộm hả? Chú không tin hả? Tôi nói thiệt á, hồi đó tôi sống nhờ mấy mùa nước nổi. Đụng về chai tôi quơ về chai, đụng quần áo tôi quơ quần áo, tiền bạc gì bán được tôi quơ hết. Rồi mày không bị bắt hả? Hoài tụi nó đánh tôi mà mặt tôi ô quanh luôn. Lúc đó tôi không sợ công an xã hay cái mẹ vậy chứ. Quen đánh riết có khi ghiền. Vậy chứ mày sợ gì? Lương tâm. Chú thấy lạ không? Nói đúng hơn á là tôi sợ tình cảm. Tình cảm? Có gì đâu, còn người khác thú chỗ đó đó. Chú biết không, tôi nhớ có lần
Anh cứu tôi làm gì chứ? Im đi! Đồ độc ác! Sao anh không để cho tôi chết đi? Anh đi! Anh làm cái gì vậy? Nó muốn chết mà! Anh càng lắm! Chạy! Vô chút kịch thử á! Còn gì do? Lỡ gì dòng chết đó lẹ! Không! Bao nhiêu người trong bệnh viện á, là muốn sống! Là không sống được! Tụi muốn chết là sao? Tôi còn cái gì nữa đâu mà sống! Tôi sống làm gì chứ? Tôi sống làm gì nữa chứ? Tôi có hơn gì cô đâu. Nghe nè, mà tôi có ham sống nè.